Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở Đại học Đà Lạt. Và dĩ nhiên là không phải Khương Dừa đi thi đại học mà Khương Dừa đi casting Thất Tinh Hài. Không biết sao mà các bạn chọn đúng ngày casting Thất Tinh Hài ở Đà Lạt là trùng ngày thi đại học của các bạn. Nên hôm nay Khương Dừa nghĩ là thí sinh rất là ít. Nhưng mà thôi, ít thì ít, mình sẽ cắt kỹ xíu, mình sẽ chọn lọc kỹ xíu. Bây giờ Khương Dừa mời quý vị vô trong để xem cái khu vực Đà Lạt có thí sinh như thế nào ha. Mọi người theo Khương Dừa nha. Thấy cảnh ở đây rất là đẹp, quý vị nhìn dạ, hoa đẹp quá. Dạ. 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 Ước gì mình được học ở đây ta. Đại học gì mà đẹp tới hết hồn vậy chứ. Hoa không. Không khí xa rất là xe xe lạnh quý vị nhìn dạ. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay là người quay clip cho Khương Dừa không phải là bạn Trang mà là bạn Hồng, bạn giám khảo các tin thách thứ hai đó, bữa Khương Dừa chửi đó. Đây, Khương Dừa đã tới chỗ cát rồi. Đây cái chỗ cát đây. Đi đâu cũng dẫn hai ông này theo chứ. Bé khóc đi, khóc với con. Hy vọng là hôm nay sẽ đông như vậy. Ít quá không có đông. Chị bắt đầu nè. Chưa đi luôn. Chị bắt đầu nè. Đó. Đi hả? Đó. Ôi xuống là đẹp quá hả? Đó. Hy vọng trong vòng cũng đẹp. Anh đi con có miếng ớt chùi xin cháu và tấm ảnh. Dạ cô. Chùi cho cô tấm ảnh của chú. Dạ cô. Đứng đây chặt cô. Này chùi cô. Ôi chùi nha. Chùi nha. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cháu nhé. Chú cháu thì chùi cho mày được nhé. Khương Dừa thấy có khoảng 30 thí sinh. Đây. Đây quá chung vừa sang chụp đây. Bây giờ mình qua tới khu vực chờ của thí sinh diễn giả đây à. Được bao nhiêu thí sinh đây nè, với thí sinh kè đúng không em à. có một cô ở Quảng Nam mà cô vừa các bài. Bữa nay cô đi nữa hả con? Cô đi mình hả? Cô đi. Chưa có kết quả đi hoài hả? Thì đây miết cho đủ không có được. Nhà là làm lúa xong rồi rảnh rồi đi. Cô cắt ở mấy nơi ta?
Cô cách 3 năm 2 nơi hả cô? 3 năm. Ở Sài Gòn với lại Trang hôm nay đây nữa. Còn mốt con ra Quảng Nam cô cách nữa. Quý vị các bạn thấy cô quen chưa? Đó, cô đã cắt ở Nha Trang rồi. Trang. Bữa nhà cô Nha Trang có quay hình cô rồi. Sài Gòn cũng... Có gì cô mất cười cô quá trời. Dạ. À. Cô tốn vô đây mà cô cầm mở cuối cùng ai không biết nữa không? Giờ cười cô quá. Giờ lỡ thì đi luôn. Giờ lỡ thì không có ngại nữa. Ba em muốn phân cánh Nha Trang phải không? Dạ. Phân cánh ở Nha Trang. Nhưng mà phải đi nữa rồi. Em muốn... Nha Trang qua Đà Lạt cũng gần không con? Dạ. Đúng rồi, Nha Trang lên đây cũng gần rồi. Bao nhiêu cây ta? 89 cây. Hả? 89 cây. Tính nó mới mặt. Nếu tôi muốn hoài nên là 130 cây. Dạ, không phải không cắt hả? À, Phương Dừa tính năm nay không có cắt ở Hà Nội. Tại vì mấy năm rồi cắt Hà Nội thí sinh ít quá. Nhưng mà năm nay tại thấy thí sinh ở ngoài Hà Nội mọi người đi vô trong Sài Gòn cắt cực quá, nên Phương Dừa quyết định là giữa tháng 7 Phương Dừa sẽ cắt ở Hà Nội khoảng 2 ngày rồi ở Quảng Nam. Như ngày mười mấy, 17, 18 không nhớ nữa. Nên các bạn, nếu mà các bạn ở Hà Nội thì các bạn chưa có cáp thì mình cứ chờ tới giữa tháng 7 thì Phương Dừa sẽ ra rồi đó cáp. Rồi để các bạn đỡ di chuyển ha. Đây diễn của anh Trấn Thành hay gì? Diễn đừng diễn Y Chang nha. Dạ. Diễn Y Chang xỉu luôn á. Em diễn Y Chang là anh xỉu luôn. Con thi luôn hả? Dạ. Con nhà đâu? Dạ, con chú mà. Chú hỏi con là được ở đây được bao nhiêu người nha? Bữa nay được nhiêu người? Dạ, khoảng 40 người. Thì sau đó là đi được 40 người quý vị dạ. Đó, theo một đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt rất là xa, Phương Dừa đi hôm qua đi khoảng 8-9 tiếng, rồi đến đây chỉ có khoảng 40 người. Hy vọng là 40 người này sẽ có những tiểu phẩm rất là chất lượng để mình chọn được vô ghi hình. Chứ có nhiều tiểu phẩm, có nhiều bạn đi mất thời gian mà không có chuẩn bị tiểu phẩm cũng tiếc. Giả sử nếu mà chẳng may là được chẳng hạn phải không, thì đến lúc khi mà cô lên thì cô có làm lại cái tiểu phẩm này được không hay là? Dạ được cô. Nhưng họ nhạc họ cười mất rồi thì bây giờ không có con cá khác mà lên kia nó không đâu biết đâu. À thế hả? Anh Trấn Thành điều nhà đâu biết. À cô tưởng hai chú mà biết rồi, hai chú đâu có cười nữa. Dạ, đúng. Thế thì được không? Tiểu phẩm mà ok là cá ok là có thể giữ lại để mình lên ghi hình luôn á. Thế hả? À, mình chỉnh sửa vào rồi mình được hướng dẫn lại. Cô sợ bây giờ cô nói rồi, đến lúc hôm đó cô lên cô nói lại người ta thấy rồi người ta đâu có cười. Dạ, mấy ảnh đâu có coi trước của mình đâu mà sợ. À thế hả? Rồi cô cảm ơn nhé. Cô đáng nghĩ như vậy. Hai em chỉ chung hả? Dạ. Của hai đứa hả? Dạ, đứa học ở trường Đại học Đà Lạt đó. Trường Đà Lạt luôn hả? Dạ. Hôm nay xin đi nghỉ hả? Đi được rồi. Ồ, anh đi dẫn không anh đi chứ. Đi xa luôn thì em diễn hay thì em diễn bao nhiêu cũng được, em diễn dở thì em chỉ có sống như vậy thôi. Chứ không lẽ diễn dở dữ hoài chị không? Không, em là chị có kịch tỉnh hôm nay là chị sống với gia đình. Nói chung mình sẽ diễn được diễn thoải mái một xíu. Hôm nay cá tim mình sẽ được diễn thoải mái một xíu. À, để thí sinh được diễn nhiều tiểu phẩm để có thể thể hiện cái khả năng hài hước của mình, nhưng mà lên thi mình chỉ có 60 giây thôi. Đó. Tuy nhiên thì mình phải diễn cho nó mắc cười chứ diễn tại thí sinh mình ít nên cáp có thời gian cáp rất là nhiều, mỗi thí sinh có nhiều thời gian cáp nên mình đừng có lo lắng gì, thoải mái lên ha. Giờ mình sẽ vô một cáp, giờ mình sẽ vô một cáp thì camera luôn. Ủa đi đi nè, cho nhóm đầu tiên vô đi Khánh ơi. Cho nhóm đầu tiên vô đây. Đây hả? Dạ. Và bây giờ Phương Dừa sẽ đi vô phòng cát hôm nay. Phương Dừa sẽ ghi hình tất cả mọi người thí sinh ghi hình luôn. Ghi hình tất cả thí sinh luôn. Em ghi hình tới đây thôi, đừng vô trong đường ghi hình nha. Ai ơi, sao chưa có thông báo ở Bắc Kinh Hà Nội trên... Chưa, mấy bữa nó sẽ có cáo. Không tin, mấy bữa nó sẽ có cáo. Chào cô. Chào cô ạ. Thấy trên TV lâu lắm rồi, hôm nay mới được gặp, rồi cô gầy. Dạ gầy, đi làm nhiều quá gầy rồi.
cô đi cá hả? Cô đi cá. Cô ở đâu? Ở Xuân La này đấy. Xuân La phải về đây luôn. Vâng. Đi từ ngày 19 đến giờ đấy. Ủa 19 gì con nay là à 19 tây hả? Cô đi du lịch luôn hả? Thì cũng là thế. Dạ. Rồi vậy vui nha con. Vâng. Chào mọi người nha, bây giờ xin nhiệt tâm. Đây là giống như là cái phòng hồ trường. Đó. Rồi bây giờ xin vừa sẽ chuẩn bị cắt. Dạ chào cô. Dạ. Dạ, cô chào Khương Dừa. Xin chào mấy sinh con. Dạ. Dạ, cô giới thiệu gì mình đi cô. Cô chào Khương Dừa. Dạ. Chào ban giám khảo, chào tất cả các bạn thi nhá. Cô tên Nguyễn phải không? Dạ vâng. Dạ, cô nhà cô ở Sơn La. Vâng. Dạ, cô đang làm công việc gì cô? Dạ, cô xin tự giới thiệu. Cô là Nguyệt, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nguyệt. Quê quán ở thôn Bảo Châu, xã Quảng Châu, huyện Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên ngày nay. Thành phố Hưng Yên hả con? Dạ. Dạ. À, còn chỗ ở hiện nay là ở, bản Hồng Phong, tổ 7 thị trấn Sông Mã, trại giống lúa lợn cá, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tên dài là địa chỉ ở cũng dài, quê quán cũng dạ, dài. Chị giới thiệu sao con không nhớ gì? Cô đi với ai con? Dạ, đi với ông xã. Dạ. Ông xã đang ngồi ngoài. Dạ, có hai vợ chồng đi hả con? Dạ vâng. Rồi, thích ha. Ông xã dẫn đi thi thích thứ ngày luôn. Dạ đúng. Mà sao ở quê mình muốn lại làm mùa được hả con? Dạ, ở quê bây giờ thì làm nhãn, nhưng năm nay nắng lắm, nhãn không có hoa, năm nay mất mùa. Nhãn Hưng Yên nổi tiếng không ạ? Dạ, nhãn ở Hưng Yên nhưng cô không có ở Hưng Yên, cô bây giờ quê mới ở trên Sông Mã. Dạ, Sông Mã. Sông Mã cũng nhãn mang từ Hưng Yên lên đấy. Dạ, Sông Mã hay ha, Sông Mã học văn rồi đó, có Sông Mã. Dạ, đúng. Dạ, dạ này cô có mấy tiểu phẩm cô? Sông Mã là Sông Mã Sơn La đấy, không phải Sông Mã ở Thanh Hóa đâu. Dạ. Dạ, vâng. À, vùng sâu vùng xa, vâng. Cô người vùng sâu vùng xa vùng cao. Dạ. À, còn 2 năm nữa, có 2 Tết nữa là cô được 70 tuổi. Ồ, mà nhìn cô trẻ khỏe quá. Thì, nghề nghiệp thì ngày xưa cô làm cô giáo vùng cao. Cô giáo. Dạ. Vâng. Còn hiện nay thì cô là cô giáo mất dạy. Cô dạy không có dạy nữa rồi. Dạ đúng. Đi hưu rồi. Vâng. Dạ. Và cô hôm nay cũng có 6 tiểu phẩm. Dạ. 6-7 tiểu phẩm. Yeah. Giờ mình diễn từ cái hả cô? Vâng. Dạ. Vâng. Dạ, giờ mình diễn cái đầu tiên cô, hôm nay thứ nhất nhá. Dạ. Vâng. Báo cáo Phương Dừa, cô thì gần 70 tuổi nhưng cô ở miền núi, ở với dân tộc hơn 50 năm. Thế là cô cũng có tiểu phẩm của cô thì nói về dân tộc. Dạ. Nói về dân tộc và làm những vần thơ. Dạ. Những vần thơ nói về tiếng dân tộc và tiếng mình, tức là tiếng nói chính xác ra là tiếng Kinh và tiếng Thái. Dạ. Thái đây là không phải là tiếng Thái Lan mà là Thái dân tộc Việt Nam của mình, người dạ, thiểu số, tức là của bà Tòng Thị Phóng đấy, quê dạ, bà Tòng Thị Phóng ở Quốc hội ấy. Dạ. Dạ. Bắt đầu cô thi ạ. Dạ. Dạ. Kín khẩu là ăn cơm, kín nằm uống nước, tay cón đi trước, tốt lành đi sau, đánh nhau là khả cằn, đi săn là tay húa, cây lúa là cò khẩu, lài chẩu lắm chủ, đi ngủ tay non, đông con là lài lụ, bú hụ là không biết, vã xiết là nói hay, mặc váy là nung xỉn, tay ỉn là đi chơi, hát hơi. Cái đó là đúng nghĩa luôn không con? Dạ, còn tiếp. Dạ. Báo mi là không có, con chó là tù mà,
con gà là tô cái, núi sấy là quả trứng, é bứng là muốn xem, em gẹo gái, người Thái là phở Tây, hát hay là khắp muôn, đi buôn là bài cạ, củ xả là phát chơ, é hợp là muốn cho, con bò là tổ ngua, con cua là tục bù, tổ ngu là con rắn, củ sắn là mắn cò, nọ hò là em nào, thay gạo mời anh sơi. Sơi 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 sơi. Anh còn nữa ạ? Cái này là đúng đúng dịch nghĩa vậy đúng không con? Dịch nghĩa đúng gần như 100% ạ. Dạ. Hơn 50 năm cuộc đời ở phục vụ ở trên miền núi, vùng sâu vùng xa, cô sống với dân tộc, ăn ngủ cùng dân tộc. Dạ. Nói tiếng dân tộc, họ dạy học sinh dân tộc luôn. Dạ. Thế cho nên là những cái từ ngữ này là cô có thời gian nghiên cứu cũng có đấy, 3 năm. Dạ. 3 năm nghiên cứu về Khương Dừa này, về thách thức danh hài này. Dạ. Hôm nay mới được đứng ở trên sân khấu cắt tinh. Rung không con? Phấn khởi lắm. Rung không con? Cũng run. Dạ. Giờ cứ tới phẩm thứ hai nha con. Cái này đứng gần mỗi cổ. Tiểu phẩm thứ hai. Lớp trưởng cho các bạn vào lớp nhé. Rồi không được giữ trật tự nhá. À quên. Giữ trật tự để hai tay lên bàn này. Để hai tay lên bàn này. Đấy, được chưa nào? Bắt đầu. Các em thân mến, hôm nay là chúng ta học bài mới. Hôm nay chúng ta học vần chờ. Chờ nặng và chờ nhẹ. Nghe cô giáo đọc nhá. Chờ nặng này, chờ nhẹ này. Chờ o cho sắc chó, chờ ê chê. À, em biết rồi, em biết rồi, em thấy cô. Em thấy cô. Chó chê cơm, chó chê cơm. Thế là hết. Chó chê cơm. Sao con? Là tiểu phẩm tiếp. Dạ, có cái nữa con. Con cũng chưa có hiểu lắm. Là một cái nữa. Dạ. Anh nữa là có một anh chàng thanh niên người dân tộc chưa có vợ, uống rượu say. Thế là nhưng mà anh ấy cũng không nằm bờ nằm bụi, cố gắng về nhà. Thế là về đến nhà thì anh ấy nằm luôn ra sàn nhà. Thế nhà thì đi vắng hết, không có ai. Thế có nhà chỉ có duy nhất có một con chó ở nhà. Thế là nó cứ đi lùng quanh anh ta nằm vật trên sàn nhà, xong là ra chè, ra cháo hết ở sàn nhà ấy. Thế xong là nó cứ đi lùng quanh nó để thăm dò ý chủ mà. Thế là thấy chủ không nói gì, nó mới vào, nó mới dọn sạch sẽ cho anh ta. Rồi anh ta là một cái thở phì phò, phì phò. Thế nó mới vào, nó mới dọn nhà sạch sẽ hết rồi, không mà nó liếm mồm liếm mặt cho anh ta. Thế là anh ta lại thấy ấm ấm nóng nóng ở mồm ở mặt mình. Thế là anh ấy bảo tưởng là chị dâu về lau mặt cho mình. Anh ấy xua đấy. Kệ em. Thế là dạ. Chưa hấp dẫn lắm cô, chưa mới dễ thương à, ở mức độ dễ thương à. Chưa có chưa có điểm gây cười. Thêm một đấy. Dạ một cái nữa ha con. Dạ. Có một ông dân tộc đi vào rừng đào rúi, là gặp gặp hang rúi, bắt đầu đi đào. Đào là gần 11 giờ trưa rồi thì lại gặp một hòn đá. Thế là ông ấy loay hoay mãi không biết làm nào, ông mới lấy cái cây ở trong rừng ấy, xong mà ông ấy để trong vào cổ nó để ông ấy lôi ra. Thế nhưng mà ông ấy cứ cúi xuống thì nó lại thụt vào. Thế là đứng lên thì nó lại thò ra, cúi xuống thì nó lại thụt ở trong hang. Thế là ông ấy đứng lên thì nó lại thò ra. Thế là cứ mấy lần như thế, ông ấy bức xúc quá, ông ấy không biết làm nào, phà khà ơi nộ, thò ra thấy ta lại thụt vào. Thế là dạ. Cái này ngắn quá đấy, chưa có điểm cười không? Dạ. Con chưa thấy cái ý. Dạ, con có nhiều cái vậy hả? Có nhiều. Dạ.
cái này cô nên gom nhiều cái lại vì nó ngắn quá, cô phát triển thêm chứ nó ngắn quá con chưa thấy cái ý hài á. Dạ, cho thêm một cái nữa. Dạ, một cái nữa hả con? Dạ. Có một gia đình cán bộ ở thị trấn cho con ông cho vào một ngày chủ nhật cho con thăm đi thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại thì cách thị trấn 20 cây số đường rừng nhưng mà đi bằng xe đạp. Trời nắng nóng quá thế là mới cho con vào ngồi nghỉ gốc cây. Thế là thấy một đàn dê đẹp ơi là đẹp, đông ơi là đông. Thế là nó bỗng dưng xuất hiện một con dê đầu đàn ra chào bé bé bé. Thằng bé con thì cứ đứng ở đằng sau chắp tay ra đằng sau lưng như này. Bố ơi bố ơi bố ơi gì con? Con dê này già hơn ông mình. Đấy, rồi vẫn còn thiếu, tức là hai cái mắt nó long lanh, xong cái sừng nó đứng dựng lên này, xong là cái râu nó dài đến đất thế này. Đấy, thế đây là còn thiếu cái chỗ đấy. Dạ, cô tên Hà hả con? Dạ, mình tên Hà. Dạ, cô đang làm công việc gì con? Cô đang làm lao động. Dạ, cụ thể là công việc gì con? Cô làm lao động là cô trồng hàng lai ghim á, dạ. Hàng lai ghim Đà Lạt á. Dạ, là của nhà cô, mình hả cô con? Của nhà mình làm hết, dạ. Với hoa. Xưa giờ cô? Hồi xưa giờ luôn, từ nhỏ tới giờ luôn. Dạ, cô là ở Đà Lạt. Dạ. Không, cô ở Đà Lạt nhưng mà vùng sâu vùng xa á, chứ không phải là ở... Điện nào cô? Hả? Điện nào cô? Dưới xã Xuân Thọ mà trong vùng núi á. Dạ, rồi, con không biết luôn. Rồi, giờ cô diễn ha. Dạ. Cô có mấy tiểu phẩm? Nè. Dạ, rồi cô diễn từ cái hả con? Dạ, diễn từ cái. Dạ, mời cô ạ. À. Để coi thấy cái gì nó quay. Coi được không? Này giống gì thì là có năm cái người dân tộc. Cô xin ra đây nè, cô đừng có sao. Có năm cái người dân tộc đó, người thiểu số á thì họ mới lượm được họ lượm được 500 ngàn. Thì họ đem họ đứng họ chia từ trưa tới tối thì không được, họ chia không thể nào được. Cái có một người kinh đó, họ đi ngang qua là người kinh đó là mình đóng á. Chứ bị làm chi mày ngu dữ đó bay hả? Chứ làm chi mà cái tờ giấy 500 bạc mà chia năm đứa mà chia cả buổi mà được, đưa ta chia cho này ngu quá đi. Đưa tờ giấy 500 đây nè, tao bỏ túi nè, thấy chưa? Ta lấy tiền túi của ta nè, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đứa 5 hoàng rồi đi. Trời ơi, tôi mà tôi gặp ông mà sớm chút nữa thì đời tôi đỡ cất khô biết mấy. Đúng rồi, ra đây đi, đây đây, đây đây. Nam mô Di Đà Phật. Chùa chặt á thì con phở ngồi, chứ phở chi mà chùa rộng á là con nhổ cho tan con quốc luôn cái thùng phước xương. Con đi. Dạ. Nhà đứa trong quốc cái thùng gì có? Dạ thùng phước xương á, bợ đi luôn á. Dạ. Rồi cái thứ hai con. Dạ cái thứ hai. Ủa hai cái này nó không liên quan con. Dạ. Hai cái vừa rồi con diễn nó không liên quan. Dạ cái đây là một tiểu phẩm rồi đó. Dạ. Cho cô mượn chú đi, cho làm cái chú bộ đội chút. Cho nó diễn xuất nó đỡ ngại một chút. Vô đây vô cô. Lên tiếng thần lại dặn. Rồi. Con đứng ngoài này, đứng ngoài này. Con không cần làm gì hết á nha. Con không cần làm gì để cô làm con thôi nha. Rồi. Là con đứng giống như con bấm điện thoại, con bấm điện thoại đi rồi con giả bộ con đứng con chờ người yêu con vậy đó. Dạ. Nha. Alo. Chị đây. Chị thấy anh đứng rồi, chị thấy anh đứng ngoài cục điện đó rồi. Rồi chị thấy rồi. Chị cảm ơn em Bưởi nha, em cứ giới thiệu cho chị đó. Chị cảm ơn em nha. Rồi. Chà. Cái cảm giờ đấy nữa chứ. Cặp cảm thấy cũng được.
Chà, đi bộ đội có mấy bữa mà ngon chảnh mon cái sông côn lù 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 đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại cái lúc bà lát nhìn thấy ghét. Trời ơi, ôi trời ơi, đau mà còn lé nữa trời, mà cái mặt thì đưa tới đi, cái mặt nó đi nè quý vị. Ơi. Bữa ơi là bữa ra nó dành hết trơn rồi, bữa ơi mày giới thiệu tao bữa ơi. Trời ơi là trời. Ui là trời ơi. Đó là ban ngày đó nghe. Đó là ban ngày, còn ban đêm nè. Súng đạn lung lung đấu trên đầu, đêm nằm hưa hưa đứa đang ngon giấc. Giật mình anh nó bén vô mù. Trời ơi thôi cho tao không chết nữa, đừng có nói tao bữa ơi, thôi đứng đó nha. Đứng chút bữa tới đón đi. Dạ ba cái nữa. Ba cái nữa. Là mình diễn một cái nữa được rồi. Cô diễn hai cái giờ thêm cái nữa được. Một cái nữa là được. Dạ. Rồi. Chọn cái nào? Cô coi nó ngay. Nè. Tao tầm thương mến thương mến tao mới nói nha, tao là ông gà mà tao kêu mày tới nhậu với tao cho vui đó, nhưng mà tao nói mày nghe này nha, thằng con gà là nó có hề cái dấu, nhưng mà ta là ta chọn có hề cái dấu, một cái dấu xét nhưng một cái dấu quyền, mà ta là ta chọn cái dấu quyền đó, thì còn tôi là còn cái dấu sắc chứ gì nữa. Tao chọn dấu quyền là đâu đầu đầu nè, mình nè, đùi nè, miệng mê nè, làng nè, rồi ta làm cái đó. Như thế thì còn tôi hai cái thì cánh, thì dấu sắc thì tôi thì còn cờ anh canh sắc cánh này, rồi cờ ức ức sắc ức đó, đồ cái thứ bạn bè mà hư ăn như nợn đấy. Vợ tao còn mấy cái dấu hiền đấy, chơi luôn đi. Đó là ông nói nè, tôi không nói câu nữa nha. Tôi không nói câu nữa. Núa là phải giữ lấy lời nghe chưa. Thôi ta đi đây. Mi nói hả răng? Ta về nhà ta chứ chẳng lẽ ta về nhà mày? Thôi ta đi đó. Cô gái hôm xưa. Con biết rằng cô thì cô cổ không có hề hước lắm, nhưng mà vì cô mê quá nên cô bô miết. Nhưng mà cô bô bây giờ dính mới được, chứ còn cô không thả đâu. Cá chị nào dính hơn rồi. Còn thả đâu. Giờ này cái này là giờ cô diễn là cái tiểu phẩm này thì đúng là phải có người của cô đó, nhưng mà giờ không có người thì thôi. Dạ. Có chị đâu còn góp ý cho cô nghe. Dạ. Nhưng mà những diễn cái này nó cần phải có cái chi để cô để hơi cái bò hay văn hề nè. Giống như kiểu cái bòn mà cô ngồi với cái ghế cô ngắm họ không? Con hình dung giùm cho cô. Dạ con hình dung. Dạ cái bàn ghế thôi. Như giờ làm răng mình để rồi cô vẫn ngồi cô ngắm không? À, ví dụ như cô đang để nó cô ngắm ha. Dạ. Đây nè. Đó là cô để họ trên cái bàn kia đây. Dạ. Cái cô ngồi là cô ngồi cô ngắm cô buồn lắm, cô nhìn họ là cô buồn dễ sợ đi đây. Con cô cũng nhảy vào. Ấy là họ đó nhưng mình để ấy lời cái bắn họ đây nghe. Dạ. Con dòm họ đi. Má. Trời ơi sao mới nhìn hay danh hài này mà mới buồn dữ vậy má. Bộ mới nhớ ba hả má? Ừ, má sợ chết. Rồi má không có nhìn thấy họ nữa. Trời ơi má đừng có sợ. Mơ má chết con cho má là con đi mời Trường Dân với Trấn Thành và con chung má được không? Trời ơi đúng rồi đó con. Bởi vì ở trên đời này á, không có gì hạnh phúc đặc biệt trong chung với những người mình yêu hết. Không, thúc cô diễn tiếp nha, không có chuyện này cô diễn tiếp nha. Dạ. Con ơi, ba con cũng chết lâu rồi, nhưng mà chết đâu phải là hết con. Mà trong chung như đây đi xuống với nó mà ổng không ưng á, là má núa là con tìm cách đưa xác họ lên trong riêng ra. Trong luôn qua nước ngùa nó trong cách ly. Rồi, cô diễn tiếp. Trời, cách ly gì má? Mấy anh trời mơ, cả ngày mà mở tivi mà cua họ miết.
ông bà ông tích ông cũng là thôi. Ta đồng ý qua sáng truyền hình, dù họ có trống phương trời nào đi nữa thì má cũng nhìn thấy họ ấy. Nhưng ba con lồn cho ông, ông thích thì ông la kệ ông, chống đồn chống qua được nước mùa. Ông chụp họ ông quánh gan hả con? Nè núi đó thôi à, con ơi, hồi nãy đến giờ là mình trông chung, trông riêng, rồi quánh gan, rồi cách ly, cũng mẹ con mình tưởng tượng thôi. Chứ ba con chết rồi, ông có núi chi mô. Đó cái cô khác khúc nữa, cái cô diễn tiếp. À, con ơi, biết chừng đâu ở dưới đó là ba con ông cũng mê mấy danh thừa này giống như má đó, thì là các con phải tìm cách qua nước ngùa, nhẹ nhàng kéo sớt rồi về trong lại cho má đó nghe. Cái rồi con tìm cái lỗ khương khùng ở sắm dừa nó trong luôn. Tội nghiệp, chắc giờ trừ lỗ nông bài trò ở đâu đó. Còn nghêu kiếm quay là khoan trông nữa đó nghe. Có thể là má thay tiếng lực đó, tại vì Thu Trang mới tiếng lực vừa xé giấy hồng thú ở tòa hôm qua, an toàn cho má lắm. Má, cái lòng trông hết hả má? Ừ, trông hết cho má. Con trông luôn má chứ. Hò, anh là cái tiểu phẩm đó là của cô, là cô con có két dùng cô. Dạ, nhiều khúc đây là cái tiểu phẩm của cô đó. Rồi à, ấy là nếu mà con lồn nhiều đoạn ấy là cô nghĩ là con két nhiều đoạn cho cô đó. Còn còn giờ như cái tiểu phẩm cho cô diễn thêm cái tiểu phẩm nữa, nhưng mà cô nhờ con chạy lên đây, con thử đứng giùm cô chạy. Cô nhiều lắm rồi, cô không ấy là cô mê có một cô lãm bảm biết khơn tiếng luôn, và đang điệp thị khơn tiếng ở nhà nữa nghĩa. Con phải làm gì không cô? Không, con cứ đứng im, con làm tự do, nhưng mà con đứng im. Giòn này giòn, đứng im cho bà dồn xí thử con. Nói thiệt con này, con mà con bận cái quần mà chặt ơm ơm đi đây. Trời ơi, bà nhìn thấy con trầu mất. Thử không con? Dạ. Thử không con? Chứ mày lộn thì mày thục đó. Lọ nghe, mình bà nội mình thấy dễ thương, mình mới vừa định rờ vô thiện thục. Mà có khi người dân không thục mà lỡ thò đó. Giận đó nghe. Đó được con nói nhưng mà kiểu như... Dạ. Cô Năm. Ờ... tiểu phẩm chưa được. Cái tiểu phẩm gì rồi nè. Ý con diễn nhiều khi con không rõ nữa. Không thành là tiểu phẩm. Nó chưa có câu tin. Con nghe mấy dạ. Nhiều quá là con nào con ngồi cô cứ buồn miết. Dạ. Cái là mấy con cũng thấy cô buồn, cái ăn của cô là rằng má cô hay tivi rồi đó. Dạ. Rằng cô thấy má cua hơi danh hời này mà má buồn. Dạ. Bộ quá nhớ bà mà ấy là ba chết rồi đó. Dạ. Ấy là con nghĩ là hắn núa tặc qua dưới rước rồi con nói là ừ. Dạ, cô thì cô dễ thương, cô tự tin đó, nhưng mà cái tiểu phẩm chưa được. Con biết nếu mà cái này con cũng biết, nếu mà đưa con sửa chắc con cũng không có xài được, chắc cũng phải bỏ. Dạ, nó không phù hợp, nó không có hài, nó không có mới hài, nó ngắn nó giống như một cái ý gì cô nghĩ ra vậy, cô làm cô diễn đại á, chứ nó không phải là cái tiểu phẩm. Nó không có cô bán mấy cho mấy cô chết là cũng trông chung, nhưng mà cuối cùng là cô không chịu trông với cô. Dạ. Là như thế đó, là không mộ mấy mộ đồ núa rồi đó. Dạ, cô nên có một cái vai rõ ràng để cô diễn cho tốt hơn. Cô dạy cô một vai vô rõ ràng để cô diễn. Còn con nói như cái mà cô nhà Trần Giang lên trợ giúp cho cô. Dạ cũng được, nhưng mà cô phải nghĩ ra cái ý để cô tương tác. Chứ cô nói cái đó thì nó, cô thấy nó cũng chưa được. Dạ. Con nhìn là Trần Giang nó bận quần chặt con hôn, là dạ. Cô nối tiếu. Đó là cái nội dung để mình bám theo mới được cô. Là cô nối tiếu là như là bận cái quần lẫn chặt con hôn, là mình thấy tròn mất mất là... Nếu là cô nói hờ là cô nói tiếu như là mình thái, dạ. Mình thái khúc dưới của Trần Giang tròn mất mất ba con. Dạ, đó dạ. Là cô nói... Nhưng mà nó chưa có đủ. Cũng dạ. À, có là như cô... Đây cô nghĩ ra không hả? Thì cô cứ suy nghĩ thôi chứ cô làm gì cô biết được. Dạ. Nhưng mà cô nói thiệt cô, vì cô khan tiếng với là cô cũng không có nói chuyện lưu lót được chứ.
kể như vừa rồi kể mà kể chuyện đời thiệt của cô thì cô suy nghĩ là nếu mà cô có gian núa thì chắc họ cũng cười nhiều đó. Dạ. Bởi vì 60 năm rồi thiếu gì chuyện để mà dạ, cái đời thiệt mình. Nhưng mà cô phải biết kết cấu lại, phải sâu chuỗi lại, nói nhiều nhiều đưa nhiều thông tin lại. Liên tục tục à dạ, của cô nó bị ngắn ngắn, nó cục cục, nó con không hiểu ý nào là ý nào nữa, nên nó khó. Dạ, cô đang bị chỗ tiểu phẩm, còn cô dễ thương rồi, cô với lại cô nên vô cái vai á, cô chọn vô cái vai hóa thân cho nó dễ. Cô đóng vai bà nội cũng được, đóng vai mẹ cũng được. Cô làm tương tác nhưng mà cô phải có vấn đề gì cô nói, cô rầy con thì rầy vấn đề gì. Phải có một cái vấn đề đó cô rầy. Dạ, con dễ thương, con như giống như là nít mà mình thấy chim máng đuộng tròn mít đó. Rồi đó là con nói là con mà con để cho bà dồn xí là dồn là thấy con mà con bận quần chặt chặt ôm ôm là bà nhìn thấy nó tròn tròn mít mít đó. Thì con phải phò phăng theo cái ý đó luôn. Chứ con nói bị ngắn ngắn không khó quá. Đi cục cục sao. Cũng như bà Hơn mà ở Nha Trang là cô cốt là cô cũng có nói là bởi vì cô có tính cô mà nói mà phỏng cổn mà là mạnh lên là tự nhiên là diễn mà cô tướng thiệt cô sợ nó mất làng quá cung lại đó. Cho nên với bà Hơn nó là cho ông sửa đúng là ông ông gọi điện thoại là cô nông điện thoại của cô là cô bóp mũi trường giòn có nhận cái bình sửa vô. Dạ, dạ. Ấy chứ, cứ rồi sửa đổ ra ngùa cô lái bánh mì nữa cô quẹt cô đút qua cho trắng thẳm nè. Dạ rồi. Ấy cô là cô suy nghĩ như thế. Dạ rồi, cảm ơn cô Nam ạ. Dạ. Rồi bạn tiếp theo một. Một con 94. Nó là như thế này là cô về là cô suy nghĩ lại nữa hả? Dạ, nó chưa được. Dạ. À, cô biết sao cô ra nha. Dạ. Cô vừa có làm cái cốc liền nha. Dạ cô. Dạ con. Cảm ơn bác. Giới thiệu đi con. Dạ. Con xin được chào ban giám khảo, quý vị khán giả. Con tên là Trần Ngọc Bảo Trâm, năm nay con 8 tuổi, con ở thành phố Bảo Lộc. Con học lớp 2 hả? Dạ, con học lớp 3. Lên năm nay lớp 3. Dạ. Rồi, con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ con. Đi bằng gì? Dạ, con đi bằng xe. Con thích hài hả? Bố đang ngồi ở trong trường quay. Dạ, tại vì gì con nói là con có năng khiếu nên là đăng ký cho con đi thi. Rồi ok, con có năng khiếu hài hay năng khiếu hát? Dạ, con có năng khiếu hát. Hát, đi thi hài. Rồi, ok. Con chỉ lên mỗi khu ấy thôi, mỗi cái khu cầm cái xét ấy thôi. Chú ơi. Rồi, bây giờ mình diễn nha con, thoải mái cho con mấy tiểu phẩm. Dạ, con có 6 tiểu phẩm. Rồi, con diễn một cái chúng coi ha. Dạ. Một mình con luôn ha. Rồi, mời con. Xích gần đây này, con diễn cho chú nghe chứ. Xích gần chút nữa, con thấy nét mặt con diễn rồi. Rồi, 3, 2, 1, diễn. Trước hết, con xin chào ban giám khảo, quý vị khán giả. Sau đây, con xin được giới thiệu về gia đình của mình. Đầu tiên là bố của con. Bố của con thì tên Nguyên trong giấy nợ ngân hàng. À, chết con nhầm. Tên Nguyên trong giấy khai sinh là Lò Văn Hải. Rất thích lái xe tải nhưng lại không bao giờ lái về bên phải hay lái về bên trái. Nhiều lần vượt lan can nên mẹ con khuyên về sống an nhàn. Gia đình điêu tàn, con phải lang thang. Sở thích của bố con rất thích xem tivi vào lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để hip hop ở cầu ao và đặc biệt bố con rất thích cắt tóc bằng dao. Dạ, đây chính là bố con. Sau đây, con xin được giới thiệu về mẹ của con. Mẹ của con tên Nguyễn Thị Vải, bán bàn trải ở đường Trần Quang Khải, hay ngồi ở lề bên phải, miệng hay lại nhại, sống sao cho phải. Khi đời ngang trái, ông chồng bất tài đẻ ra đứa con anh tài. Đấy chính là mẹ con. Sau đây, con xin được giới thiệu về con. Con tên là Lò Thị Sò, rất thích ăn thịt bò xào với con sò. Và đặc biệt con rất thích hò để con hò cho tất cả mọi người nghe nhé. Hò ơi, thôi khó quá bỏ qua luôn đi. Sở thích của con rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát và đặc biệt con rất thích cạo lông mày bằng dao pháp. Hết hả? Một cái hả? Dạ. Ừ, con dễ thương á, nói tốt á. Nhưng mà có vài ý nó bị cũ á. Ha. Con mà có vài ý mới nó sẽ tốt hơn. Có vài ý là cái gì ba con là Lò Văn Hải gì đó, đi bệnh viện đồ á, gì đó, cái đó cũ á, cái đó chú nhớ là của chú Chiến Thắng á.
không? Dạ không phải, cái đó là chủ. Chú Mạng Khoa hả? Ờ, chú Mạng Khoa thích đó, thích coi tivi lúc mắc điện, lúc thích đi bệnh viện lúc không bình thường nữa, đó là của chú. Của chú Mạng Khoa nên của con làm theo hướng này, con phải làm cái mới của con. Chú thấy cũng ok, con diễn dễ thương, biểu cảm tốt quá. Ngoài cái ý này nó hơi bị cũ nên nó sẽ không có tạo được bất ngờ. Với lại nó bị hơi, cũng hơi dài, nó con có đánh thời gian không? Dạ. Nó hơi dài á. Con có khiếu á. Nói tốt quá. Và một cái thứ hai nữa nha. Dạ. Dạ, sau đây con xin được vào vai cô bé bán phim. Em là cô bé bán phim. Em đói quá. Em lạnh quá. Em đốt một que sim. Hô! Bố đã về. Em đốt hai que sim. Hô! Mẹ đã về. Em đốt ba que sim. Hô! Hô! Cháy nhà. Cái này cũng có chú Khoa. Con thích chú Khoa lắm hả? Con thích chú Mạc Khoa lắm hả? Dạ, tại vì mẹ con... Mẹ con thích. Dạ. Mẹ bắt diễn. Cái này á, con biết sao không? Cái này là cũng một dạng để mình làm tiểu phẩm để mình diễn. Con cover lại của người khác, con diễn lại của người khác nhưng mà nó phải có mới. Hoặc con phải diễn y chang vậy, hoặc con làm phải làm lố hơn. Phải có gì bất ngờ chứ con diễn y vậy là chú Trấn Thành với chú Trường Giang đã coi cái này rồi, chú biết rồi. Nên nó không phải gì bất ngờ, ví dụ con quẹt 3 que diêm. Ông nội đã về con quẹt 4 que diêm. Bà nội đã về con quẹt 5 que diêm, ví dụ quẹt tiếp nữa. Ôi không trái, ví dụ vậy hay gì đó, hiểu không? Con phải làm khác đi. Chứ con làm y như chú Mạc trong khoa thì con đâu có gì để coi. Hiểu không? Hài nó phải phải bất ngờ. Ví dụ con một quẹt thì nghĩ thí dụ người ta một quẹt một que diêm, à, mẹ đã về. Thì con ở 2 que diêm, ba đã về. 4 ba que diêm, a à, ông nội đã về. 4 que diêm, a à, bà nội đã về, ví dụ vậy. Và 5 que diêm gì đó. Ôi hết sạch que diêm hết giờ chú, ví dụ vậy, hiểu không? Cho nó có cái gì bất ngờ con phải quẹt thêm nữa. Chứ con quẹt y như vậy là y giống như chú Mạc Khoa, chú gì cũng hoặc là diễn cái thách này ở trong thách thứ hai rồi, chú Trấn Thành đã coi rồi. Và các bạn đã diễn đi diễn lại rất là nhiều lần, mình diễn mình phải over hơn nữa, mình phải lố hơn nữa, hoặc là mình phải có cái gì bất ngờ ha, chứ y như vậy là không được. Con dễ thương rồi đó, nhưng mà cái này đơn giản quá rồi. Có cái gì nữa không? Dạ con. Cái này ha. Chuyện gì vậy chị hai? Có cái chuyện gì mà mới sáng sớm chị lại ra khóc ôm sờm rồi? Có cái chuyện gì chị cứ nói với em đi, dạ em giải quyết hết cho chị luôn. Chị hai cứ nói đi, em không có nói với ai đâu. Em chỉ nói hết cái xóm này thôi à. Chị hai cứ nói đi, em không có nói với ai đâu. Đó chị thấy chưa, em đâu có nói với ai đâu. Điều, biểu cảm dễ thương á. Giọng điệu dễ thương á. Con phù hợp diễn với vai kiểu bà Tám này nè, kiểu xéo sắc á. Nhưng mà kịch bản cũng chưa có gì hết. Cái này phải làm kịch bản thêm cho con á. Cái nữa ha. Dạ. Yeah, đạo diễn kêu bán mì rồi. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng? Xin dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không có bán tình duyên. Ai ăn bánh mì không? Bà con cô bác ơi mua bánh mì ủng hộ em đi. Bánh mì của em ăn vô là trường sinh bất lão, sống lâu trăm tuổi á. Bánh mì của em ăn vô là ghiền, ăn xong chết liền á bà con ơi. Bà con vô á mà ủng hộ em đi, em lấy tiền em mua bánh bao. Bị thuộc bài hả? Cái này mẹ dạy hả? Dạ con bị hụt hơi. Hụt hơi nói nhanh không kịp hả? À? Cái này mẹ dạy con hả? Dạ. Con đang bị thuộc bài á. Con nên diễn theo cái biểu cảm của mình, diễn xuất của mình xíu. Chứ con sẽ giống như con sẽ bị thuộc bài, con sẽ nói mà không có chấm, không có dừng gì đó. Chú cũng có thấy vài cái miếng ở trong đó, nhưng mà con bị nói bị lùa quá. Còn cái gì nữa, chị taxi nữa hả? Cô vơ hết luôn hả? Rồi cái chị taxi đi. Alo, chị taxi ạ, chị taxi. Chị gọi cho em 7 chiếc xe taxi hàng khác nhau nha chị. Dạ, tại vì má của em kêu là không có được đi hẹn taxi.
chỉ gọi cho em 7 chiếc xe taxi hãng khác nhau để em đi hết một đoạn đường em đã chuyển qua một chiếc taxi. Vậy đó chị. Ơ, sao cúp máy rồi? Mình còn chưa gọi xong mà. Alo, chị taxi à, chị taxi. Sao hồi nãy chị cúp máy em? À, là do nước ngập đổ lên điện thoại nên nó bị tắt máy hả? Sao cô, điện thoại của chị hết pin rồi hả? Lại cúp máy nữa rồi. Mình có nên đi xe taxi hay không? Hay là mình nên đi bộ cho đỡ tốn tiền? Ôi, con dễ thương á, con chú nghĩ con mà có kịch bản mà chỉ dạy con diễn, con sẽ diễn ok á. Dạ. Mà vấn đề của con kịch bản nó chưa có hấp dẫn thôi. Chứ con diễn tốt á, về kêu mẹ bỏ những kịch bản này đi. Những kịch bản này người ta đã diễn rồi, mình làm phải làm khác, thấy không? Con phải làm rối, con chú thấy con biểu cảm rất là tốt á. Chú chị taxi hay chị taxi rồi cho con em 7 chiếc taxi, 7 hãng khác nhau hả? Cái chỗ đó con phải làm hãng gì nữa ha. Thôi khi nếu mà chú nghĩ nên làm những tiểu phẩm mới đi, cái này nó mẹ bị ấy vô cái cũ diễn y chang cái của người ta rồi nó sẽ không có hấp dẫn, nó không bất ngờ ha. Còn con diễn tốt rồi đó, chú thấy con mà lên sân khấu con diễn mà con đi giao lưu rồi nè, nói chuyện rồi bây giờ Khương Vừa đã ghi hình mấy thí sinh đầu tiên rồi, quý vị khán giả coi ha. Khương Vừa sẽ tiếp tục ghi hình để gửi cho quý vị khán giả xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo.